2024 rồi, iPhone 11, 12, 13 có còn đáng mua nữa không? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua và phân tích xem là liệu trong bối cảnh công nghệ không ngừng phát triển với sự xuất hiện của iPhone 15 và sự chờ đợi của iPhone 16 thì dòng iPhone cũ hơn như iPhone 11, 12, 13 thì có còn đáng để sở hữu nữa không nhá. Đầu tiên là với iPhone 11, ra mắt vào năm 2019 nổi bật với con chip A13 Bionic mạnh mẽ và dung lượng pin lớn. Mặc dù là màn hình LCD và thiếu hỗ trợ sạc nhanh có thể khiến nó dường như đã lỗi thời so với yêu cầu hiện đại, nhưng iPhone 11 vẫn là sự lựa chọn đáng giá và với mức giá phải chăng, đặc biệt là cho những ai cần có một thiết bị đáng tin cậy với hiệu năng ổn định và camera chất lượng. Chuyển sang iPhone 12 thì được thiết kế với cái cải tiến khung viền vuông vức mang lại cảm giác mới mẻ chắc chắn. Chip A14 Bionic và hỗ trợ mạng 5G cũng là những điểm mạnh cùng với màn hình OLED sắc nét. Tuy nhiên, thời lượng pin giảm so với dòng trước và việc không có tấm nền 120Hz là điểm trừ cho những người dùng cần trải nghiệm sự mượt mà. Về iPhone 13, dòng này tiếp tục cải tiến với con chip A15 Bionic. Trải nghiệm người dùng được nâng cao nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ và thời lượng pin dài. Dù giá cao hơn, thiết kế không có nhiều đột phá, song iPhone 13 vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn kết hợp giữa hiệu năng và tính năng mới nhất. Cân nhắc giữa các dòng iPhone không chỉ dừng lại ở việc so sánh thông số kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính của mỗi người. Mỗi dòng iPhone thì đều có những điểm mạnh riêng biệt từ hiệu năng camera cho đến những trải nghiệm của người dùng. Tại Mila Store thì iPhone 11 vẫn có giá khoảng 7 triệu, iPhone 12 có giá khoảng 8 triệu, iPhone 13 có giá đâu đó khoảng trên dưới 12 triệu là những mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Lựa chọn iPhone phù hợp không chỉ là một quyết định về mặt công nghệ mà còn là sự đầu tư vào trải nghiệm hàng ngày của bản thân. Dù cho bạn chọn iPhone 11, 12 hay 13 thì điều quan trọng nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng và mang lại cái giá trị thực sự cho bạn. Trong thế giới công nghệ đầy biến động, việc sở hữu một chiếc iPhone không chỉ là việc mua một thiết bị điện tử mà còn là một phần của lối sống và sở thích cá nhân.